Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố, quản lý hệ thống cây xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thạc sĩ Nguyễn Kim Quang và Tiến sĩ Bùi Hữu Phí đồng chủ nhiệm. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện. Qua gần 2 năm thực hiện, đề tài đã thực hiện đạt các nội dung: khảo sát thực tế tại các cơ quan đơn vị thực hiện chức năng quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố, khảo sát hiện trạng cây xanh công cộng đô thị ở 9 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm quản lý cây xanh ở các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống thông tin quản lý bản đồ cây xanh công cộng đô thị cho thành phố Cần Thơ, xây dựng công cụ ứng dụng thu thập dữ liệu số hóa cây xanh trên địa bàn thành phố, thực hiện tiến hành thu thập dữ liệu cây xanh công cộng đô thị tại quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, hiệu chỉnh số hóa dữ liệu, hình ảnh, xây dựng website giới thiệu bản đồ hệ thống cây xanh công cộng đô thị thành phố Cần Thơ, thí điểm ở quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, phục vụ các cấp độ người dùng, nhà quản lý, chuyên gia cây xanh, người dân, khách du lịch. Sau khi họp xét, hội đồng thống nhất các nội dung thực hiện tiếp theo của đề tài.